Chào quý vị và các bạn, trở lại với Quang Trung. Hôm nay mình sẽ cập nhật bản tin nha. Kho hàng Hường bắt buộc phải đóng cửa, giấy phép cũ bị Sở Y tế Hà Nội thu hồi luôn. Quý vị và các bạn cũng đã biết là những cái video mình làm về Hoàng Hường, đặc biệt là cái video đầu tiên, mình chủ yếu vô phân tích bình luận. Mình có nói nhưng mà mình không có nói sâu, mình không có nói nặng lời. Mình dùng những cái từ ngữ nhẹ và mình cũng không có đào sâu vô. Thì mình hiểu được là cũng có nhiều quý vị cũng không có đồng ý với mình đó, thì mình cũng cảm ơn những quý vị mà góp ý kiến, cũng cảm ơn những quý vị mà bất đồng ý kiến với mình. Thì đó cũng là một cái bài học. Cái lý do tại sao mình không dùng những cái từ ngữ nặng, mình không có đánh sâu vô, không có đào sâu vô, tại vì đào sâu thì tụi nó đau. Cho nên mình chơi là cái chiêu với các bạn là mình tọt lét cho nó nhột, bởi vì cái gì nó cũng có cái pháp luật. Mình tin pháp luật Việt Nam họ cũng hành xử pháp luật quang minh chính đại, thanh minh liêm chính. Đặc biệt là quý vị biết là Hoàng Hường á, rất là hống hách, một con người rất là cao ngạo, hiếp đáp người yếu. Thì cái vụ mà Đỗ Đức Hồng rồi cái vụ mà này kia, sau này quý vị các bạn biết á, là bả còn tố tụng gì nữa. Mình biết sau này khi mà vô nhà bạn ở Hà Nam Đỗ Đức Hồng đó, rồi bả còn là lập đơn kiện này kia rồi lung tung hết. Thậm chí bả còn vu khống và hâm dọa báo, một nhân viên báo Tuổi Trẻ pháp luật nữa. Bả phạm luật trầm trọng luôn. Vì nhiều khi mình làm video bà thứ sau, mình muốn hài cho người các bạn giải trí. Sau khi đi làm về công việc nặng nhọc mệt mỏi, mình muốn hài một tí xíu, giải trí này kia, mình muốn này kia tí xíu để cho quý vị được thông thả đầu óc. Cho nên mình không có đề cập vô những cái chuyện mà nó không có được vui. Thì chuyện đâu còn có đó. Hôm nay thì quả báo tới, quả báo ập tới. Sở Y tế Hà Nội đã bắt buộc nha khoa Hường đóng cửa luôn. Thì bài báo này được viết vào ngày 23 tháng 7 năm 2020. Một tuần rồi chứ không phải là mới đây. Nhưng mà mình nhiều khi mình bận những cái video kia cho nên mình không có làm. Hôm nay mình rảnh chút xíu mình làm cho quý vị các bạn. Và hôm nay là cũng bên đây ngày thứ hai. Thì mình muốn cập nhật cái tin này cho quý vị biết. Mình biết có nhiều quý vị cũng không ưa Hoàng Hường và cũng cay cái nha khoa này lắm. Mình biết. Và mình cũng đồng ý là những cái người này họ làm không có giấy phép, họ làm tay ngang đó quý các bạn. Thì cái thẩm mỹ của bà Thu Sao thì quý các bạn mình nghe mình nói là quý các bạn cũng đã biết rồi. Không phải là mình binh mấy người này hay là mình chống lưng mấy người này hay gì đâu, không phải đâu. Mình đánh á, là mình đánh nhẹ. Đánh sao mà pháp luật họ nhúng tay vô. Chứ cũng có nhiều bạn dùng những cái từ ngữ tục tiểu chửi cái đó thì quý các bạn là mình không thể nào mình làm gì được. Thì cái bản chất của mình là như vậy, mình không thể nào dùng những cái từ tục tiểu, những cái từ mà nó không có phù hợp. Mình không có làm gì được. Thì mỗi người làm mỗi kiểu, mỗi người nói mỗi kiểu, mình thì mình nói kiểu này. Đó. Thì quả báo ập tới, cuối cùng thì nha khoa này cũng đóng cửa. Thì từ từ á quý các bạn biết là họ Hoàng Hường có 3 chi nhánh. Thì từ từ họ sẽ điều tra chi nhánh ở Đà Nẵng nè, rồi chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Thì họ từ từ họ điều tra sâu vô. Thì khi mà pháp luật họ nhúng tay vô rồi thì quý vị các bạn cứ yên tâm. Những người này họ sẽ lôi ra hết, họ sẽ làm ra chuyện. Rồi cái vụ Hoàng Hường vu khống bôi nhọ, đe dọa hâm dọa phóng viên của báo Tuổi Trẻ đó. Quý vị các bạn biết cái báo Tuổi Trẻ là báo của nhà nước. Họ là một cái tập đoàn. Mình hay thường nói á, có nhiều cái tin, có nhiều cái vấn đề mình YouTuber mình đừng có nói. Bởi vì á, mình không có đủ sức, mình không có đủ mạnh, mình không có đủ thế lực để mình nói. Đó là cái lý do tại sao cái video đầu tiên mình có giải thích và cái video thứ hai mình cũng có giải thích là cái vụ Đức Đỗ Hồng đó. Cho nên á, mình có nói một cái câu là nghèo không đụng giàu, giàu không đụng quan. Cái việc các bạn hiểu cái từ đó, cái câu đó thì nó rất là sâu sắc. Nhưng đối với tập đoàn nhà báo, đặc biệt là báo Tuổi Trẻ pháp luật, họ đề pháp luật mà họ đương nhiên họ biết luật, họ hiểu luật rồi. Thì để cho những người đó họ đọc. Đó thì Hoàng Hường vu khống bôi nhọ đe dọa sỉ nhục nhân viên báo Tuổi Trẻ thì có thể bị thưa tội hình sự luôn nữa kìa.
Lâu nay quý con biết là Hoàng Hường hù những cái người, mình hay thường nói bả hù những cái người yếu, những người không hiểu luật. Nhưng mà thử hù mình hay là hù mà tuổi trẻ pháp luật, nhà tập đoàn nhà báo tuổi trẻ pháp luật coi, đụng tới những cái người mà họ biết, họ hiểu luật, họ có thế lực coi. Có dám hù được không? Bà này á chỉ được ăn hiếp những cái người yếu thôi, những cái người mà họ không có ấy thôi. Chứ bà đụng vô mà đụng vô kiến lửa nó cắn cho chết luôn. Thì bây giờ nè, báo pháp luật với các bạn, báo pháp luật cũng nói họ có thể thưa bà Hằng Hường lại luôn nữa kìa, thưa về xử lý tội hình sự luôn đó. Thấy chưa, quả báo tới chưa? Nói mà đừng có đem tiền ra mà sắp 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 khoe nhà băng có tiền, khoe này khoe kia, rồi bây giờ á bị người ta đập lại kìa. Rồi một cái tin mới của Hoàng Hường ở trên Facebook của Hoàng Hường, bà nói giờ bà làm YouTube được không quý vị, tiền mà kiếm được á bà sẽ bỏ sẽ làm từ thiện. Ủa chị nói chị nhà tỷ phú, chị cầm tiền cọc cọc chị sốc mà chị làm YouTube à? YouTube kiếm đâu có bao nhiêu tiền đâu. Tại sao chị không lấy những cái số tiền đó chị khoe trong từ nhà băng ra đó, tỷ 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 nó 20-30 tỷ chị khoe đó, đi mua nhà ở Hà Nội 20-30 tỷ đó. Tại sao chị không lấy, đừng nói tỷ trong đó, chị chỉ cần đem 100 triệu thôi, chị đem vô những cái nhà mà những cái làng mà ở ở Tây Bắc đó, tỉnh tỉnh Hà Giang đó, huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang đó, chị cứ vô đó rồi chị cho, hay là chị đi theo mấy cái kênh mà họ làm từ thiện đó. 100 triệu nhiều lắm đó, đối với họ nhiều lắm đó. Đối với chị thì không bao nhiêu, đối với họ rất là nhiều. Rồi quý các bạn, để mình cập nhật lúc lúc khởi đầu luôn là như thế nào. Tại vì khi á mà nhà báo tuổi trẻ pháp luật họ thấy bất thường, bởi vì họ nói là ủa ngày tháng 12 năm 2019 đã bị tước bằng rồi, tại sao á Hoàng Hường lại lên Facebook lên này kia quảng cáo, rồi quảng cáo thu sao này kia, thì cũng vì cái vụ thu sao đó cho nên nó những cái nhà báo này họ mới biết được. Thì cái nhân viên nhà báo này đi vô đó làm tình báo, giả bộ là khách hàng vô nha kho Hàng Hường để điều tra book hàng lấy hàng này kia, y như là một người 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 khách hàng bình thường vậy đó. Thì cái người nhân viên này, cái bạn nó giống như tình báo vậy đó, tình báo CIA của Mỹ, CIA của Mỹ đó, nó y vậy đó. Thì cái nhân viên nhà báo là họ làm như vậy, bởi vậy mới gọi là nhà báo, tình báo nhà báo nó giống nhau. Thì người này mới vô nha khoa của Hoàng Hường. Thì cái ông nội mà bác sĩ, với các bạn biết ông nội bác sĩ là những cái video mình hay nói là tay ngang đó, tại vì mình không có vạch ra thôi, tức là tay ngang là những bác sĩ mà họ không có bằng, họ không có tên tuổi, họ không có cái chứng chỉ, không có cái certificate đó. Thì cái người nhà báo này đi vô đó điều tra, thì có một người bác sĩ đó không tên tuổi đi ra khám, khám sao gãy mẹ cái răng người ta. Thì cái người nhân viên này mới về, mới thông báo lại cho cơ quan chức năng, và họ viết một bài báo. Sau khi viết một bài báo là cái bài báo vừa rồi, là mình làm cái video vừa rồi đó, Hoàng Hường lên mới hù dọa này kia, hù dọa đe dọa rồi chụp hình rồi làm lung tung hết đó. Rồi sau đó nhà chức năng người ta mới nhúng tay vô, người ta tới người ta kiểm tra. Khi mà người ta tới kiểm tra đó, cái bà nội Hoàng Hường này á đưa cái giấy phép mà năm 2018, cái giấy phép năm 2018 á, thì cái bài báo thứ hai, tức là ngày 9 xong ngày 10 á là báo pháp luật tuổi trẻ họ ra một cái bài báo thứ hai. Nhưng mà cái vấn đề là mình lấy hai bài báo ra mình phân tích, nhưng mà mình không có đề cập, mình không có vạch mặt, cho nên nó cái video đó quý vị vô quý vị bất đồng ý kiến với mình là như vậy, là cái bài báo thứ hai. Thì bà nội Hường này bà mới đưa cái tờ giấy phép năm 2018, mình thấy luôn rồi, cái tên mà cái gọi biết không, cái tên mà cái người mà chức trách đó đó, cái người mà phụ trách của cái nha khoa đó cũng là cái người cũ luôn, thì mình biết chứ, chứ không phải là mình đâu có mù. Mình đọc mà nói chứ mình tiếng Việt mình không có lưu loát, nhưng mà mình đọc tiếng Việt rất là giỏi, mình đọc lưu loát lắm. Thì cái người phụ trách cũ đó đó vẫn còn đó, rồi mình thấy là ủa tại sao cái giấy phép này hai, mình thấy chứ không phải mình không thấy. Trời ơi, nó chơi chơi đó mà ai mà không thấy, chẳng qua mình không có đề cập tới thôi. Thì cũng có một người nhà báo nào đó họ lên họ nói tại sao không có đề cập ra đó. Thì bà nội này bà mới đưa cái giấy phép mà hết hạn,
Quý vị các bạn cứ vô cái nhà báo à sorry quý các bạn vô cái trang web báo Pháp Luật Tuổi Trẻ, Pháp Luật Thủ Đô đó, ngày 10 đó, ngày 10 tháng 7 2020 đó, có ghi rõ ràng luôn. Rồi sau đó Hoàng Hường không ngừng công kích, la lối này kia, đòi thương người này đòi thương người kia, làm dữ dằn lắm. Thì lúc đó mình mới 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 nghĩ là cái bà này á, nhà cán bộ, chồng công an mà có tiền có thế lực nữa, cho nên bà mới kiêu ngạo như vậy. Thì mình nghĩ là trong thực tế, trong thâm tâm mình cũng nghĩ rằng là bà này nếu mà tiền có thế lực và có tiền tài như vậy thì chắc lấy cái bằng, lấy cái giấy phép lại cũng cũng không có khó gì đâu, thì mình cũng nghĩ vậy đó, cho nên mình cũng lướt qua luôn, mình không có đào sâu, mình không có điều tra nghiên cứu sâu vô. Và quý các bạn biết là ông Nguyễn Quang Trung, ông Nguyễn Quang Trung là trưởng phòng hành nghề y dược tư nhân Sở Y tế Hà Nội cho biết phòng khám nha khoa Hoàng Hường đã nhận được quyết định thu hồi giấy phép hoạt động nên buộc phải đóng cửa, nếu cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tức là ngày 23 tuần rồi đó, ông trưởng phòng hành nghề Sở Y tế Hà Nội đó, ông Nguyễn Quang Trung ông ra ông tuyên bố như vậy đó, nếu mà mở cửa nữa đó, là ông còng luôn đó. Nguyễn Quang Trung, ông này tên y như mình đó, mình cũng Nguyễn Quang Trung. Quý bạn, cái số mà Sở Y tế Hà Nội ban hành quyết định đó là số 2246 gạch một gạch chéo một cái qr chữ đờ xong gạch ngang cái chữ sờ chữ y ngắn chữ tờ, lâu quá rồi không đọc ABC của tiếng Việt á, xém quên, không biết mình có đọc đúng không nữa. Tiếng Anh là QDSYT đó, là cái hành quyết số 2246 này á, là họ đã ban hành vào tháng 12 năm 2019 rồi, nhưng Hoàng Hương không sợ, vẫn ra mở cửa, vẫn đăng, vẫn giới thiệu, vẫn advertisement, vẫn vẫn lấy khách hàng, vẫn làm như bình thường vậy đó. Đúng là không, cái bà này, bà Hường này bà kiêu ngạo thiệt á, bà không, bà coi thường pháp luật, bà coi thường nhân mạng người ta. Thí dụ như bà không nghĩ rằng nếu bác sĩ đó mà không có bằng, bác sĩ đó mà không có cái tay nghề, rồi cái những cái trang trí thiết bị của bà nó không có đủ cái tiêu chuẩn của nhà nước đưa ra, thì lỡ mà nó có bị một cái gì đó hay này này kia thì không biết bà nghĩ làm sao về cái vụ việc đó. Mình cứ nghĩ bà có tiền có địa vị như vậy thì bà lấy những cái đó và bà làm lại cái giấy phép đại khái đó thì nó đơn giản, mình cứ nghĩ vậy không à. Nhưng mà cái mình nghĩ vậy là sai, cái đó là cái sai lầm của mình. Cho tới bây giờ đó, khi mà người ta khui ra bây giờ đó, bắt buộc đóng cửa đó, bà cũng không có cái giấy phép luôn, giấy phép kia bà bị thu hồi luôn rồi, bà bị lấy luôn rồi. Thì sau đó quý các bạn biết là sau ngày sau tháng 12 năm 2019 đó, thì bà vẫn tiếp tục làm, bà không có sợ, bà không có khe, bà không có màng, bà không có quan tâm pháp luật hay là an toàn cái gì hết á. Quý các bạn biết ở bên nước ngoài á, xứ Mỹ, Canada, các nước châu Âu đó, cái an toàn là trên hết, cho nên ở bên đây quý các bạn bất cứ đi làm cái gì, bất cứ đi vô công ty, vô làm chuyện chuyện nhỏ chuyện lớn, việc nặng việc nhẹ gì, lúc nào họ cũng an toàn là trên hết. Tiếng Anh nó gọi là safety first đó. Lúc nào cũng vậy đó, vô đó mà nói về an toàn, cái vấn đề safety đó, thì ai ai cũng phải tuân theo luật hết, còn không là sở y tế rồi kiểm tra đồ họ xuống, họ phạt nặng, họ bắt đóng cửa luôn, đóng cửa nguyên công ty luôn đó. Công ty mà đóng cửa một ngày họ mất bao nhiêu triệu chứ không phải đơn giản đâu. Còn cái bà này bà coi thường quá, mình cũng không có đồng ý là cái vụ việc và cái hành quyết của bà. Quý bạn biết đó, là khi mà nhà báo, nhân viên nhà báo vô điều tra đó, thì nhân viên nhà báo có nói là khi mà bị đóng cửa đó thì trong cái chỗ mà tiếp tân đó, quý các bạn, tiếng Anh nó gọi là receptionist đó, cái chỗ tiếp tân đó không cho quay phim chụp hình camera gì hết á, chỉ có những cái camera họ họ đặt thôi, camera an ninh đó, họ đặt thôi, chứ không cho camera bất cứ ai vô quay. Rồi quý các bạn, là cái thêm cái vụ này nữa là mặc dù nha khoa Hàng Hường buộc phải đóng cửa và giấy phép đã bị thu hồi, tức là cái giấy giấy cũ giấy giấy gì đó họ lấy hết luôn, nhưng chiều ngày 22 tháng 7
Một phóng viên của nhà báo Tuổi Trẻ Pháp Luật, họ vẫn thấy trong phòng khám có người đi qua đi lại. Quý bạn, những người mà làm nhà báo á, họ học qua, những người đó họ học đại học, họ học cao đẳng qua, cho nên á, những cái việc đó đó này kia đó họ hay lắm, tại họ có học qua, chứ không phải là như những cái kênh YouTube. Mình là chỉ phân tích bình luận chứ mình không dám nói mình là nhà báo hay là mình chỉ là đưa tin, thì nhà báo họ phải có học và họ có biết luật qua, cho nên về mấy cái này điều tra mấy này họ hay lắm. Thì nhân viên tình báo của pháp luật Tuổi Trẻ thủ đô họ thấy người đi qua đi lại, và cái phòng tiếp tân tiếp khách của nha khoa Hàng Hường vẫn tiếp khách bình thường, tức là ngày 22 tháng 7 nha, mới đây nha. Ngoài ra quý vị các bạn biết á, là vẫn lấy hẹn đặt dây nóng bình thường trên trên Facebook, trên các mạng xã hội của Hàng Hường, trên những cái fanpage của Hàng Hường. Mình cảm thấy là hình như là 2 ngày nay, 2 hoặc 3 ngày nay thì bà không có đăng và không có quảng cáo nữa. Không biết có quảng cáo hay không, mình nghĩ chắc cũng có, nhưng mà những cái video đó là video cũ rồi chứ không phải là mới. Thì cái vụ này á, mình không biết sao, thì mình sẽ để cho báo Tuổi Trẻ họ điều tra nữa. Rồi trưởng phòng Sở Y tế Hà Nội ông Nguyễn Quang Trung coi ở bên đó ông trả lời như thế nào thì mình cập nhật thêm cho quý vị các bạn. Còn hiện tại bây giờ là ngày ngày 22, cái bài báo này lên là sau một ngày, là ngày 23 tháng 7 năm 2020 đó. Thì tình báo của Tuổi Trẻ và pháp luật của thủ đô họ vẫn thấy Hoàng Hường vẫn mở cửa, vẫn đi lui đi tới. Quý vị các bạn biết không, cho tới bây giờ họ không có treo cái bản mà báo cáo là đóng cửa. Theo một cái tình báo nhà báo Tuổi Trẻ Pháp Luật thì ở thủ đô thì họ nói là vẫn mập mờ vậy đó. Thay vì ở bên đây cũng vậy, bên Mỹ Ca đó vậy, khi mà nhà nước mà xuống, nhà chức trách xuống mà nói ê mày đóng cửa nha, là nó có một cái tờ giấy đóng cửa, lý do gì, lý do kỹ thuật, lý do an toàn, lý do dơ giấy, lý do gì đó vệ sinh đại khái gì đó, hoặc là lý do không tuân thủ theo pháp luật hay là đại khái gì đó. Tình báo phóng viên nhà báo pháp luật Tuổi Trẻ nói vẫn mập mờ, vẫn vẫn treo cái bản nha khoa Hoàng Hường đó, chứ không có treo cái bản là tuyên bố đóng cửa. Rồi theo cái một cái ghi nhận mới nhất của tình báo của pháp luật Tuổi Trẻ thủ đô, họ nói tại cửa ra vào của phòng khám nha khoa Hoàng Hường đã xuất hiện một mẫu báo thông báo. Thông báo nhưng mà không thông báo đóng cửa, họ thông báo với cái nội dung rất là mập mờ. Mập mờ là như thế nào, thay vì nói ô không có giấy phép này kia đóng cửa, nếu mà nói vậy thì thôi xong rồi, coi như là những cái chi nhánh này kia của bả là coi như là bị tai tiếng rồi, bị mất giá rồi, mất giá trị. Thì bả đề là phòng khám đang sửa chữa nâng cấp, thay vì nói giấy phép bị tịch thu, bị thu hồi, chúng tôi phải đóng cửa, bả không thông báo như vậy. Bả thông báo là phòng khám đang sửa chữa nâng cấp. Thì cái này là tin của một tình báo phóng viên của nhà báo Tuổi Trẻ Pháp Luật thủ đô. Tin này thì chính xác luôn nè, nhà báo, mấy người nhà báo này thì mình chắc chắn 100% là chính xác, chứ không có sao, không có xạo được. Vì những người này họ bỏ ra thời gian rất là nhiều mà họ điều tra, và họ, quý bạn biết là tình báo mà họ ngồi họ canh hay lắm. Mình không có làm nhà báo nhưng mình hiểu, từ trong trường đó, nó học có học ra hết rồi. Họ có nêu ra cho mình hiểu vậy đó, cái cơ bản đó. Mấy này nó canh hay lắm, nó rình hay lắm. Tình báo mà. Thì quý vị các bạn biết đó, là theo cái bộ luật y tế của Việt Nam quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động đại khái này kia đó, thì thông tư số 35/2013 TT gạch B y dài T được thông qua ngày 30 tháng 10 năm 2013, thì những cái này là nha khoa Hoàng Hường đều phạm hết quý vị các bạn. Vâng, thưa quý vị các bạn, cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Đó là bản tin nha khoa Hoàng Hường buộc phải đóng cửa, giấy phép cũ mới bị Sở Y tế Hà Nội thu hồi hết. Và ông Nguyễn Quang Trung, trưởng phòng hành nghề y dược tư nhân Sở Y tế Hà Nội, quyết định tịch thu, thu hồi và bắt phải đóng cửa. Nếu nha khoa Hàng Hường mà có tái phạm, mà có làm gì nữa, thì họ sẽ đem nha khoa Hàng Hường ra pháp luật.
Cảm ơn quý vị các bạn theo dõi. Cuối tuần chúc quý vị các bạn có một tuần mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.